đất sạch, sổ hồng riêng, diện tích 4x13, đường TL54, quận 12, giá 950 triệu. Video thực tế lô đất. Đây là đường vào lô đất. Ngã ba chợ đường. Hướng về Gò Vấp. Từ ngã ba chợ đường, hướng về Đặng Thúc Bình 100m vào đường TL54. Vị trí lô đất cách chợ đường 300m. Bách khóa xanh 200m. Cách trường cấp 1, 2, 3, cao đẳng điện lực 1km. Cách sân bay Tân Sơn Nhất 30 phút xe ô tô. Đất sổ hồng riêng, sang tên trong ngày, đất sạch sẽ không bị quy hoạch gì, anh chị có thể lên quận 12 kiểm tra quy hoạch. Xung quanh dân cư ở kính, điện nước máy trước nhà đầy đủ, phía sau là dãy nhà phố, ở kính. Anh chị quan tâm thì liên hệ 0909305333 xem đất và gặp chủ. Đây là lô đất có sổ hồng riêng nhưng bằng giá đất vì bằng, chỉ 950 triệu. Đảm bảo quận 12, không còn lô thứ hai có sổ hồng, mà giá như vậy, liên hệ mình ngay, để sở hữu lô đất rẻ này nha. Điện và nước máy đã kéo, tới trước cửa đất, quá tuyệt, phải không anh chị? Giá chỉ 950 triệu, sổ hồng riêng, đất dân cư sạch sẽ, không bị quy hoạch gì, quá rẻ phải không anh chị? Hãy liên hệ với Phúc ngay và nhanh để kịp sở hữu lô đất rẻ này nhé. Video mô tả đường đi vào lô đất 4x13, giá 950 triệu cũng đã dài, Phúc xin dừng tại đây. Chúc quý khách nhiều sức khỏe, nhiều tài lộc. Cảm ơn anh chị đã xem hết video. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật giá đất ở quận 12, Bình Dương, Gò Vấp.